Vợ chồng Trường Giang hẹn hò rô tin Nhã Phương mang bầu lần hai. Tối ngày 31 tháng 3, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang hẹn hò cùng nhau. Theo chủ đoạn clip, địa điểm cả hai vừa đến là một quán cà phê nổi tiếng, tọa lạc tại thành phố Sương Mù Đà Lạt. Người này bày tỏ háo hức khi tận mắt nhìn thấy thần tượng ngoài đời đi cà phê gặp idol. Trong đoạn clip, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang khoác vai nhau tình tứ bước vào quán, không giống như những lần xuất hiện bắt mắt trên màn ảnh. Ngoài đời, cặp đôi diện đồ nhẹ nhàng, đơn giản, phong cách thời thượng của vợ chồng được khen ngợi vì tiết chế ở mức vừa phải, không quá màu mè nhưng vẫn có sự chỉnh chu nhất định. Nếu như người xem nhận ra Trường Giang một cách rất nhanh chóng vì xuất hiện ở Nhã Phương lại khiến khán giả nhìn ngó ra. Cô diện váy tối màu, rộng thùng dài, quá đầu gối, dáng di của Nhã Phương được dân tình cho là kỳ lạ hơn so với hình ảnh thấy của cô, nhưng rất giống như cách di chuyển của người phụ nữ đang mang thai. Phần đế giày của cô mang cũng tương đối thấp. Loạt chi tiết kể trên khiến cư dân mạng được phen nháo nhào, bàn tán vì cho rằng Nhã Phương đang mang thai không còn đơn thuần và lời đồn. Đặc biệt, khi hình ảnh được ghi lại một cách khách quan, từ vì khán giả vô tình bắt gặp vợ chồng ngoài đời, nhiều người càng tin tưởng hơn về việc Nhã Phương xuất hiện một cách rất tự nhiên. Cô không giấu tư thế đi đứng của bản thân vì không biết đang bị tên qua đường ghi hình lại. Một số bình luận liên quan, khả năng Nhã Phương có em bé đi rất thấp, đi nhẹ nhàng chứ không đi kiểu tạo dáng. Tháng 1 năm 2022, thông tin Nhã Phương mang bầu từ rầm rộ khắp các trang mạng xã hội. Cụ thể, khi Nhã Phương đăng tải hậu trường một buổi chụp hình, cư dân mạng quan sát và nhận định vòng hai của nữ người đẹp ườn ra tư thế đang mang bầu. Dù từ trước tới nay cô vốn rất chú trọng đến việc giữ dáng và gần như khán giả chỉ than phiền về hình ảnh gầy gò của Nhã Phương chứ không hiếm khi nhắc đến chủ đề tài tăng cân. So với loạt ảnh trước đó, Nhã Phương hiện tại cũng được là có da có thịt hơn. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những nghi ngờ ban đầu của khán giả, vì cũng có thể cô đang nghe lời góp ý và thay đổi để chế độ ăn uống để tăng cân mũm mĩm trở lại. Đầu năm 2019, Nhã Phương, Trường Giang đón ái nữ đầu lòng chào đời, được giấu kín một cách tuyệt đối. Phải đến sau này, cặp đôi mới xác nhận thông tin có con, đồng thời chia sẻ hình ảnh của bé nhiều hơn trên mạng xã hội. Dù vậy, vợ chồng Trường Giang mười khói vẫn giữ quan điểm tôn trọng tự riêng tư, mong muốn có con chứ không tự ý chia sẻ hình ảnh nhóc tì trên mạng xã hội. Đó cũng là lý do đa phần những bức ảnh đều chụp khuất mặt từ lưng hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Hơn 3 năm về chung nhà, đến nay Trường Giang và Nhã Phương đã có một gia đình vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Hiện tại thông tin nghi vấn Nhã Phương mang thai lần 2 cũng đang thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.